Chào các bác, đến với tiết mục phá cây của bố vợ nhé. Tiếp theo cứ về là phá. Về không những ngan gà vịt nó ghét thù mà còn rồi còn cây nữa. Cây các bác. Con người thì mình không nói các bác. Cây. Thì cái cây này các bác nhé. Một cái cây tôi cho là nó đơn giản nhất của vườn của ông ngoại đấy, nhưng mà nó lại về tổng thể cái dáng của nó rất cũng khá là ổn. Nhưng về chi tiết thì không có cái gì đáng nói cả. Về cốt cán nó cũng bình thường, về thân về tay cành nó cũng bình thường, rồi về tổng thể chia nó lại thoáng và nếu mà làm bóng lên thì đẹp, thì được. Quê nhất là nó cao, thứ hai là bóng của nó cũng đẹp, thứ ba là nó còn đang cái độ tuổi rất là khỏe, sửa rất thoải mái. Thì bây giờ tôi lại xin phép làm cái này. Vì là như này, thứ nhất là bây giờ cái cách làm tôi bây giờ là vẫn giữ nguyên cái form cũ này thôi với cái cây này, nhưng mà chỉnh sửa lại những cái đầu này. Bây giờ tạm thời nó cho nó chọc lóc chút sau những cái đầu này, nó sẽ ra những cái lứa dăm mới, nó đẹp hơn. Chứ bây giờ các cụ ngày xưa này, cụ cắt cứ lên các bác tưởng tượng, cứ lên lại cắt ngang đúng cái chỗ này, lần sau cũng đúng chỗ này, rồi nó xùi ra đây to, rất to những cái đầu này, nó xấu vừa buộc bỏ đi rồi. Hoặc là như cái này thì hỏng hoàn toàn. Đấy, cứ lên cắt cụt này, xong nó bè, nó to dã man luôn ở đây, hỏng hết cái răm. Nuôi bóng lên thì kín lên không nhìn thấy, chứ còn không đẹp. Đấy, mình dí chưa lại mà làm cây này khá là ổn các bác. Thì láng dấp quê thì chơi thế thôi là ổn rồi.
Có khi là cây này lại là cái cây ổn nhất vườn các bạn. Không đơn giản. Thế vì sao? Em bảo vì sao? Nó thì thực tế nó không phải là cây gì nó ghê gớm lắm so với số mái đâu, nhưng mà ở trong cái vườn này thì nó là một cái cây hay. Bởi vì là bệ, bệ rễ cho đến ấy nó rất là thoáng và nó bệt. Bệt và nó như sạch sẽ, cảm giác sạch sẽ. Cái dòng xanh thì nó thế các bạn. Bệ tất nhiên là nó cây non thôi, nhưng nó sạch sẽ và nó không bị rườm rà, không bị rườm rà. Và để tổng thể những cái bóng nó thì nó là cũng là tự nhiên, tay cành lêu nghêu thôi, nhưng mà khi mà nó ra thì cái bóng nó đầy, nó khá là đẹp. Biết cắt vừa lại bỏ cái chỗ túm tụm này lại đấy, bây giờ cây nó sẽ thoáng hơn rồi, và bây giờ chuẩn bị đi vào làm răm đẹp và chia bông, có thể lúc đấy sẽ chia bông nó ổn hơn. Cơ bản nó sẽ như thế này thôi, chứ sửa lại thì từ đầu thì vất lắm. Ví dụ mà đem cái lối làm chơi mini thì lấy mỗi cái mẫu này thì nó cũng không có cái gì đặc biệt quá, khá là khó nhé. Chắc là một cây hai thân thôi, một cây hai thân này, lấy cái khẩu này thôi, hoặc là làm cái trực hoành đấy, lấy cái mỗi cái mẫu quanh đây thì nó đến bao giờ nó mới thành cây đấy, và nó cũng không thành siêu phẩm được, rất khó. Chứ không chỉ nó chỉ có cái bóng lùn và đẹp thôi đấy, nhưng mà chỉ đến đây thì nó cũng rất là hay.
các cụ thực tế là nghệ thuật thì nó không có đúng sai gì, chỉ có điều là mình theo cái trường phái nào thôi, trường phái nào và mình theo đuổi cái trường phái nào. Thì cái cây này nó cũng là một cây hay, nó hay hơn cái cây lêu nghêu viêm nhiều, mặc dù cây lêu nghêu viêm già và có khi được coi trọng hơn. Đấy, thì cây này là tôi đánh giá là nó cây hay nhất nhì trong cái chỗ vườn nhà bố vợ tôi. Đấy, chân bệ cũng có, nhất nhiên nó đơn giản thế nhưng mà nó sạch sẽ, cảm giác các bác cảm giác nhìn nó dễ chịu. Đấy, và cây nó đang sức sống rất là tốt. Cụ làm là hoàn toàn mình cứ để lên tự nhiên, xong rồi cứ hơi uốn uốn một tí, xong rồi để lái lái những cái bông cho nó đầy đầy thân thế thôi. Dễ này, sao xử lý chút. Đấy, cái chiếc nó phóng xuống đất, nó cũng thô, chắc nó mới cắt đi. Đấy, sao rồi. Đấy, cái răm riếc đang bỏ đi những cái đoạn nó cũng bị tù túng này. Rồi, bây giờ đi đám cưới các bác. Đám cưới đứa em ở quê. Cảm ơn các bác đã theo dõi những cái video cắt phá. Chả ra đâu vào đầu thôi các bác nhé. Không dám dạy dỗ ai đâu, nhưng mà mình có cái nét chơi riêng của mình theo đuổi nó thôi, mà mình tin tưởng nó sẽ thành công các bác nhé. Đừng nói đúng sai hay là gì cả, quan trọng là mình dám làm và dám thể hiện cái ý tưởng của mình thôi. Chúc các bác nghỉ lễ vui vẻ nhé. Qua 30 tháng 4 lại sắp đến dằm tháng 8, lại sắp đến Tết đến nơi rồi.